Ô tô Cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011. Phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng. Một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, bản sedan 2 đầu, mang nước sơn màu đen, trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị phanh địa 4 bánh. Một mẫu xe Toyota Vios bản E các bác nhá, bản E số sàn. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, màn hình Android, sơn xi màu đen nguyên bản, máy chất cầm chắc côn số ngọt, máy số ngon, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A 04080. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá phá không hỏng. Hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Toyota Vios dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, bản E các bác nhá, bản E xịn luôn. Trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp dẹp rất là đẹp, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, xi nhan báo rẽ trên gương. Gương kính chỉnh điện cụp xòe nguyên bản. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Xe phải nói là đẹp xuất sắc, keo chỉ zin, máy số zin các bác nhá. Hai cặp đèn pha này rất là sáng bóng đều nhau. Máy của nó 1.5, mức tiêu hao nguyên liệu của nó là tầm 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Đăng ký là 5 chỗ ngồi. Các bác xem 4 cửa lốp của xe này. Rất đẹp. Còn đây là phần nội thất của xe. Nội thất ghế da của nó là bên dưới này. Đấy, màu kem. Bên trên thì đã khoác trên mình bộ áo ghế da màu đen chỉ đỏ. Rất là sang trọng các bác nhá. Bô lăng méo. Gương kính chỉnh điện cụp xe. Màn hình cam nồi, màn hình Android. Phần trần của xe các bác này. Phần bậc lên xuống. Tất cả ốc ác bản nề. Tem mác theo nhà máy sản xuất 2011. Ốc ác chưa hề động đến cà lê mỏ lết. Đinh tán răng giật. Nguyên đai nguyên kiện. Phần táp ly cánh cửa đằng trước bên lái. Táp ly rất đẹp, keo chỉ zin. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá phá không hỏng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Em tên là Nghị. Địa chỉ của em đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh.
một ngôi chùa lớn nhất ở Hải Phòng các bác nhá. Keo chỉ zin, khung cánh cửa không hề có dấu hiệu bù mọt luôn. Phải nói là một mẫu xe Toyota Vios đẹp xuất sắc luôn, sản xuất 2011 các bác nhá. Đinh tán răng giật nguyên zin. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin. Quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Phần cua lốp không hề mù mọt. Sơn xi của xe led căng. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ của nó khá là chắc chắn luôn, không hề có dấu hiệu mục mọt. Phần cốp sau xe. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn. Đinh tán này, nguyên zin hai bên các bác nhá. Phần lắp cốp này, tất cả các lỗ của nó tròn zin nguyên bản, không hề mó méo. Kích này đầy đủ các bác nhá. Phần sàn xe, lớp sô cua. Các bác xem sàn của nó này. Đấy, không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Rất đẹp. Sản xuất 2011. Chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Trang bị phanh đĩa bốn bánh này. La răng tăm, la răng đa chấu. Phần táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Bật lên xuống. Phải nói là rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác xem tất cả những cái khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Bật lên xuống. Phần đinh tán răng giật. Đó, nguyên bản. Táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ. Keo chỉ của xe, keo chỉ zin các bác nhá, đều tấp tắp luôn, không hề có dấu hiệu mục mọt. Phần ốc áp bản nề chưa hề động đến ca lê mở lết. Cột kèo, cột kèo đinh tán zin. Đó, cột kéo đinh tán zin các bác nhá. Màn hình cam nồi, màn hình Android. To phạc luôn. Khoác trên mình một lớp sơn màu đen. Tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome. Máy số zin. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Vâng, 248 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất này. Phần bô lăng của xe. Em sẽ nổ máy lên này. Đấy, túi khí ABS đầy đủ.
Đấy. Máy thì rất là chất luôn, chất như là nước cất các bạn nhá. Máy lổ còi kêu, bốn bánh xoay đều, máy lổ giòn tan, điều hòa. Đấy, em đóng điều hòa này. Đó, ấn AC này. Đó, điều hòa rất là mát. Màn hình này. Đấy, em vào số lùi này. Đó, cam lùi này. Rất đẹp. Số má này rất là ngọt ngào các bác nhé. Đấy, ngọt ngào. Trang bị hai túi khí an toàn, một cho người lái này, với một người ngồi bên phụ này. Phần chắn nắng này, phần đèn trần các bác nhá. Đó, gương chiếu hậu. Đấy, cửa đóng phập phập luôn. Gương cụp xe. Chỉnh điện các bác này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Tất cả nút kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. 248 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, xin hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Phần xi nhan báo rẽ này. Đó, rất là ok các bác nhá. Phun nước gạt mưa. Đấy. Nội thất sạch sẽ này. Các bác xem. Rất đẹp các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy các bác nhá. Đấy, vào phần khoang máy cho các bác kiểm tra này. Con này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, các bác xem. Lét như là xô ly luôn. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy này. Máy lổ giòn tan các bác nhá. Đấy, rất là êm luôn. Phần ụ giảm sóc này. Đấy, ốc ác này. Phải nói là xe zin toàn tập các bác nhá. Đấy. Máy lổ giòn tan, bốn bánh quay đều. Máy số zin các bác nhá, máy số zin luôn. Nổ rất là êm. Máy chất cầm chắc côn số ngọt. Máy zin các bác nhá. Máy lổ tí tách này. Tất cả đinh tán chẳng giật này. Nguyên đai nguyên kiện. Tất cả con ốc. Chưa động đến kale mở lết. Đấy, tiếng máy lổ rất là êm luôn các bác nhé. Máy thì không hề có dấu hiệu gì dầu. Đây là phần lắp cabo này. Tất cả các lỗ của nó này tròn, không hề có dấu hiệu móp méo các bác nhé. Nhãn hiệu của Toyota này. Phần keo chỉ zin các bác nhé. Keo chỉ zin. Máy chất cầm chắc côn số ngọt, máy số zin. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 các bác nhá. Con này sản xuất 2011. Bản E số sàn, máy 1.5. Trước này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Theo số điện thoại 0964656865.
hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.